ngày 4 tháng 10, trên trang cá nhân Twitter, Ivanka Trump, cô con gái rượu của Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ, không gì có thể ngăn cản được ông ấy làm việc vì người Mỹ, kèm theo tấm hình ông Trump đang làm việc trong bệnh viện. Nhiều người đã bày tỏ sự xót xa trước hình ảnh hốc hác của ông. Ivanka là con gái lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đang giữ một ghế cố vấn cấp cao cho cha trong Nhà Trắng. Mối quan hệ của hai cha con được đánh giá là rất tốt và có lẽ ông Trump là người duy nhất có thể gọi cố vấn Ivanka Trump là bé cưng trong các cuộc họp nghiêm túc của chính quyền. Ông ấy nhợt nhạt và hốc hác quá. Ông ấy cần nghỉ ngơi thêm. Ông ấy đã ở trong mưa khi vận động tranh cử hồi tuần trước. Hẳn là ông ấy rất lạnh và sức khỏe bắt đầu yếu từ đó. Cầu Chúa phù hộ cho ngài Tổng thống và gia đình. Một người có tên Lana Bryan gửi lời chúc bên dưới bài đăng của Ivanka. Sau chia sẻ của con gái ông Trump, một số nhân viên Nhà Trắng đã lần lượt đăng hình Tổng thống đang làm việc trong bệnh viện. Ông ấy thật sự là một cái bẫy. Ben Williamson, cố vấn truyền thông Nhà Trắng chia sẻ hình ảnh của ông Trump đang làm việc trong bệnh viện Quinteris. Theo bác sĩ điều trị cho ông Trump, nhà lãnh đạo Mỹ đã dành nhiều thời gian làm việc và thậm chí còn đòi xuất viện ngay sau khi được thông báo sức khỏe đang tiến triển tốt. Ông Trump tuyên bố đã khỏe nhờ vào sự giúp đỡ tuyệt vời của các bác sĩ bệnh viện Quinteris.